Tiền đạo số 1 Việt Nam sắp trở thành nhân vật chính trong phóng sự được phát sóng trên kênh truyền hình lớn nhất của Hàn Quốc KBS. Công Phượng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với Incheon United khi chỉ ra sân 3 trận từ ghế dự bị. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông mà tiền đạo số 1 Việt Nam mang tới cho câu lạc bộ Hàn Quốc rất tích cực. Mới đây, KBS, kênh truyền hình lớn nhất của xứ sở Kim Chi, đã phát sóng một phóng sự về Công Phượng thuộc chuỗi chương trình Viva Catholic. Phóng sự đề cập đến cuộc sống trong và ngoài sân cỏ, cũng như những tâm sự của Công Phượng sau 2 tháng ở Incheon. Thú vị hơn, câu lạc bộ còn thông báo tin này lên trên trang Facebook chính thức bằng tiếng Việt và tiết lộ một vài hình ảnh về Công Phượng trong đoạn phóng sự. Xin chào các bạn, đây chính là câu lạc bộ Incheon United. Câu chuyện đầu tiên về Công Phượng sẽ được phát sóng trên kênh Viva Catholic trên KBS 2 TV vào lúc 0 giờ 25 giờ Hàn Quốc vào thứ Ba. Hãy đón xem đúng giờ, xin cảm ơn. Ngay khi đăng tải, dòng thông báo trên nhận được hơn 3.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận từ fan Việt. Tất cả đều tỏ ra vô cùng phấn khích trước viễn cảnh chứng kiến Công Phượng xuất hiện trên một kênh truyền hình lớn. Thời gian qua, hiệu ứng Công Phượng liên tục khiến giới truyền thông Hàn Quốc sửng sốt. Cây viết So Ho-jong, tờ Naver, miêu tả rằng cổ động viên Việt Nam ngóng chờ Công Phượng thi đấu hệt như là cổ động viên Hàn Quốc từng ngóng chờ khoảnh khắc So Hyun-bin xuất hiện trên sân vận động Wembley. Theo ước tính, trận ra quân của Incheon thu hút 8.000 cổ động viên tới sân, bao gồm hàng trăm người Việt Nam và 30.000 lượt xem trực tuyến trên website câu lạc bộ. Trong khi đó, Incheon United cũng rất biết cách chiều lòng fan Việt dựa vào sức hút của Công Phượng. Đầu tháng 4, câu lạc bộ thông báo chương trình ưu đãi giảm giá 50% giá vé vào sân cho người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và khách du lịch Việt Nam trong các trận đấu trên sân nhà ngày 3 tháng 4, ngày 14 tháng 4 và ngày 27 tháng 4. Tất nhiên, điều cổ động viên mong chờ hơn hẳn là khoảnh khắc Công Phượng có tên ở đội hình chính thức và tỏa sáng rực rỡ thay vì vai trò dự bị chiến lược. Nếu Incheon United tiếp tục thể hiện phong độ bết bát, nhiều khả năng điều này sẽ trở thành hiện thực. Công Phượng nói rằng, người Hàn Quốc nhận ra tôi là học trò của thầy Park Hang-seo. Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ trên đài KBS của Hàn Quốc, Công Phượng đã nói về những điều thú vị kể từ khi đặt chân đến xứ sở Kim Chi, khoác áo Incheon United. Theo Fox Sports châu Á, tối ngày 1 tháng 4 năm 2019, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc đã phát sóng phóng sự về tiền đạo Công Phượng nói về những ngày đầu lập nghiệp của anh tại câu lạc bộ Incheon United. Ở đó, Công Phượng đã trải lòng về những câu chuyện thú vị mà anh từng gặp trong vài tháng vừa qua kể từ khi sang Hàn Quốc. Em nhờ Sang Bin, một đồng đội người bản địa của Phượng, ghi một tin nhắn là đến sân này hoặc đến sân tập, rồi em đưa cho họ người lái taxi, còn em không biết là họ ghi gì trong đó. Cũng có một số người dân Hàn Quốc nhận ra em, thật ra họ nhận ra là học trò của thầy Park, chứ không phải nhận ra em, Công Phượng cười tươi và nói. Tại Incheon United, Công Phượng đang dần ghi dấu ấn sau 2 trận liên tiếp được tuôn vào sân hiệp 2. Dù anh chưa thể có bàn thắng nào, nhưng sự xông xáo tích cực của tiền đạo này mỗi khi ở trên sân đã giúp cho Incheon United có nhiều phương án tấn công khả quan hơn. Bên ngoài sân cỏ, anh cũng tỏ ra thích nghi nhanh với môi trường ở Hàn Quốc. Với đội bóng ở nước ngoài, mình cần phải hòa nhập cả về văn hóa, thức ăn, khí hậu và rất nhiều thứ khác, chứ không riêng gì bóng đá, tiền đạo gốc Nghệ An chia sẻ. Về chuyên môn, Công Phượng nhận xét về mình, đây chính là lần thứ hai em ra nước ngoài chơi bóng, nên bản thân em luôn đặt mục tiêu phải thi đấu thành công. Incheon là một đội bóng mạnh của Hàn Quốc và cũng nằm trong top đầu của châu Á. Em luôn tin tưởng vào khả năng của mình có thể đá được ở môi trường bên này. Nhưng để đá được thì bắt buộc em cần phải có thời gian để hòa nhập, không thể một hai trận là đá tốt được ngay. Hiện tại Công Phượng vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mình ở Catholic. Sắp tới Incheon United sẽ đá với mật độ dày đặc và nhiều khả năng anh sẽ được huấn luyện viên trưởng John Anderson tin dùng nhiều hơn.